Trong phần sách bài tập của cái bài số 6 này thì mình sẽ bỏ bớt những cái phần mà lý thuyết đi. Chỉ cần các bạn biết được cách thực hành, cách soạn thảo văn bản thì các bạn sẽ hiểu được những cái phần mà nó nghiêng về lý thuyết. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gõ cái bài đầu tiên ở trong cái phần sách bài tập. Đó là bài cây dừa. Đó, còn cái bài số 1 và số 2 thì các bạn cứ coi là cái phần lý thuyết và các bạn thực hành vào cái phần đó. Mình tập trung vào cái phần này để các bạn soạn thảo văn bản được đúng ý của mình và nhanh hơn. Bây giờ mình để bắt đầu đánh máy cái bài này. Thì mình cũng sẽ mở cái phần mềm Word lên. Mình bấm chuột phải, mình chọn Open. Và mình bấm vào Blank Document. Bây giờ mình sẽ cho cái cỡ chữ này là mình bỏ xóa 14 đi, mình bấm vào 25 cho nó bự bự cho các bạn dễ nhìn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nhập nội dung. Thì như vậy là mình vừa nhập xong cái nội dung của cái bài thơ cây dừa. Mà bây giờ mình sẽ tiến hành trình bày giống y hệt như cái mẫu của cái bài này đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành định dạng về phông chữ thì mình chọn cái phông chữ Thai Neum Roman là nó gần giống rồi. Bây giờ mình sẽ bấm Ctrl A để chọn tất cả và mình cho về số 14 lại mình bấm Delete đi. Mình bấm 14 ở đây. Đó, để cho nó về giống như cái đó lại. Ở đây mình sẽ tiếp tục định dạng cây dừa ở đây. Cây dừa đúng ở đây, nếu mà canh giữa in đậm, in hoa thì bây giờ mình sẽ bấm vào cây dừa, mình chọn cây dừa, mình bấm vào chữ B. Canh giữa. Đó, như các bạn thấy. Nhưng mà cái chỗ này các bạn cũng cần phải để ý ở như cái chỗ này một xíu. Bây giờ mình sẽ làm xong đi, mình sẽ giải thích. Rồi tới cái chỗ cây dừa xanh tỏ nhiều tàu, hai cái câu đầu nó là in nghiêng. Thì mình sẽ chọn hai cái câu đầu này. Mình cho nó in nghiêng. Đó. Còn tiếp theo. Hai cái câu tiếp theo này nó sẽ là canh giữa, đó. Thì mình sẽ chọn hai cái câu tiếp theo này. Mình bấm vào canh giữa đây là nó sẽ nằm chính giữa. Tiếp theo là hai câu cuối cùng là nó canh phải thì các bạn cũng chọn hai cái câu cuối cùng. Và mình bấm vào cái chỗ canh phải chỗ này đây. Đó. Tiếp theo là cái trích thơ của Trần Đăng Khoa này nó in nghiêng thì mình cho nó in nghiêng. Đó. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ ở đây, cái trích thơ của Trần Đăng Khoa nó sẽ nhỏ hơn cái bài thơ chút xíu. Thì mình ví dụ như ở đây là 14 thì mình xóa 14 này đi, mình bấm Delete và mình chọn 12, ví dụ vậy. Đó, thì nó sẽ nhỏ hơn. Sở dĩ mà nó không có giống như trong đây lắm, lý do là hiện tại là cái khổ giấy của mình nó đang là cái khổ giấy A4. Thì bây giờ mình sẽ chọn lại cái khổ giấy khác. Bây giờ mình tạm thời mình chưa nói gì về cái khổ giấy hết. Tại vì các bạn chưa học tới cái bài khổ giấy. Nhưng mà ví dụ như để hơi giống trong cái sách giáo khoa nè, bắt buộc mình phải chọn cái khổ giấy nó nhỏ hơn. Đó, nó nằm ở trong cái mục layout này. Đó, nó sẽ chọn cái chỗ size này nè.
Đó, các bạn thấy mặc định của nó sẽ là A4. Bây giờ mình sẽ chọn cái khổ giấy khác, ví dụ như là khổ giấy A5, đó là phân nửa tờ giấy A4. Thì các bạn thấy cái tờ giấy nó mới gần giống như là cái bố cục của cái bài thơ ở trong trong đây, trong bài thơ cây dừa trong sách giáo khoa này. Đó, như các bạn thấy. Và ở cái câu đầu tiên của cái bài thơ nó cách ra một khoảng so với cây dừa, thì các bạn đặt cái con chỏ vào đây, các bạn bấm trước chữ cờ, các bạn trước chữ cây này, các bạn bấm enter thì nó sẽ xuống. Đó. Ở bên dưới này, nếu mà các bạn muốn cách ra một khoảng nữa thì các bạn đặt trước cái dấu ngoặc hoặc đơn, các bạn bấm phím enter nó sẽ xuống. Và trong đây cái bài thơ cây dừa này nó màu xanh lá cây, thì mình bấm Ctrl A đó để chọn tất cả, và mình bấm về cái mục home này. Đó, mình bấm qua cái mục home. Và các bạn để ý ở cái chỗ chữ A này nè. Đó, đây nó có một chữ A nữa, nhưng mà chữ A này không đúng. Ở trên đây nó cũng có mấy chữ A nữa, nhưng mà cái chữ A này mới đúng. Đó, cái chữ A đưa vô mà nó có cái chữ là font color, thì nó có sẵn cái màu đỏ, nếu các bạn bấm vậy nó sẽ ra màu đỏ, nhưng mà theo cái sách giáo khoa là màu xanh lá cây. Thì các bạn bấm vào và các bạn chọn cái màu xanh lá cây. Đó, trong giống sách giáo khoa. Ví dụ như trong đây cái màu nó không có giống lắm, mình chọn một cái màu more color đây nè. Đó là các bạn sẽ được nhiều màu hơn. Đó, ví dụ như các bạn màu xanh lá cây này, còn ok thì nó các bạn sẽ chọn đúng được cái màu theo như ý của mình và nó sẽ giống như trong sách giáo khoa. Thì bây giờ mình sẽ lưu lại với cái tên là cây dừa, thì để lưu lại các bạn bấm vào cái ổ đĩa đây và mình chọn cái hư mục luôn và mình xóa cái chữ này đi, mình bấm vào cái chữ cây dừa để đặt tên nó cho cái bài thơ này là cây dừa, cho cái file này là cây dừa. Mình bấm vào chữ save lại thì các bạn đã lưu xong cái bài thơ này là cây dừa. Tiếp theo thì mình sẽ đánh máy cái phần bài sắp xa rồi chỗ này. Đây. Bây giờ mình sẽ đánh máy và mình trình bày cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đóng cái này lại đi. Và mình thu này xuống. Mình bấm chuột phải lên Word và mình chọn Open để mở ra. Mở lại cái file mới. Giờ mình sẽ tiến hành nhập vào mình bấm Blank Document. Đó, mình cho là số này là 25 đi, để cho các bạn nhìn dễ. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhập vào. Ở chỗ này để mình kiểm tra lại. Bây giờ mình sẽ xóa cái chữ này đi, mình bấm lại.
Thì như vậy là mình đã nhập xong cái nội dung bài thơ sắp xa rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành định dạng lại cho giống à, cho giống với trong sách. Như các bạn thấy, đầu tiên bây giờ mình sẽ bấm Ctrl A lại đi, mình xóa 25 này, mình cho cái cỡ chữ 14 lại. Rồi, chỗ mà sắp xa rồi với chiếc tác phẩm này nó cách nhau một hàng, thì mình qua đây, mình bấm chuột con giỏ ở đây, mình bấm Enter chỗ này, cái mình bấm đây, mình bấm Enter này xuống để cho nó cách ra. Đó. Rồi cái chữ sắp xa rồi này nó in đậm và canh giữa, thì mình chọn cái chữ sắp xa rồi, mình chọn chữ B để in đậm và chọn ở đây để canh giữa. Tiếp theo là trích tác phẩm Tôi đi học của Nguyễn Ngọc Ký, mình sẽ cho canh giữa trước, thì mình chọn cái câu này và mình chọn canh giữa. Tiếp theo là cái chữ trích tác phẩm nó in nghiêng đó, thì mình chọn cái chữ trích tác phẩm và mình bấm vào chữ Y. Tiếp theo là cái chữ Tôi đi học in đậm in nghiêng, thì mình chọn Tôi đi học in đậm và in nghiêng. Tiếp theo là của Nguyễn Ngọc Ký, thì mình sẽ cho nó in nghiêng. Đó. Và cái đoạn văn này thì các bạn thấy hai bên nó đều nhau, tại cái hình này người ta sắp vậy thôi, chứ bình thường các bạn sẽ đều nhau. Ở đây mình không có tính tới cái hình ảnh, mình chỉ tính cái nội dung thôi. Thì mình sẽ cho cái đoạn này nó canh đều, thì mình chọn cái nguyên cái đoạn đó. Đó, các bạn thấy khi chưa canh đều là nó sẽ hụt ra hụt vô vậy. Mình sẽ bấm vào canh đều đây. Đó, nó sẽ đều lại. Và mình bấm cái chữ vậy này là nó hụt vô một chút xíu. Thì mình sẽ, các bạn nhớ là phải bấm chuột một cái để bỏ cái bôi đen này đi. Và mình bấm trước cái chữ V này nè, mình bấm tab một cái để cho nó hụt vô một đoạn mặc định của quật. Và cái những cái chữ sắp xa rồi nó có bốn chữ này, in đậm và gạch chân, thì mình sẽ cho in đậm. Đó, ở đây mình sắp xa rồi, đây là một, mình bấm B in đậm và U để gạch chân. Cái thứ hai cũng vậy, mình bấm B để đậm và U để gạch chân. Ở đây cũng vậy, đây mình bấm vào chữ B và chữ U. Đây mình cũng bấm vào chữ B để đậm và U để gạch chân. Thì như vậy là các bạn đã trình bày xong cái đoạn văn trích trong tác phẩm Tôi đi học sắp xa rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lưu lại với cái tên là sắp xa rồi. Đó, thì mình để lưu lại thì các bạn bấm vào cái ổ đĩa đây. Và mình chọn cái thư mục mà mình cần lưu. Và mình đặt cái tên, mình xóa cái chữ này đi, mình đặt tên là sắp xa rồi. Và mình bấm vào cái chữ save để lưu lại. Thì như vậy là nó có cái tên đây, là mình đã lưu xong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh cái đơn xin cấp thẻ đọc sách này. Bây giờ mình đóng cái này lại đi, mình bấm X ở đây. Và mình bấm chuột phải lên quật, mình chọn Open để mở lại cái mới. Đây mình cũng bấm vào chữ Blank Document. Ở đây mình cũng xóa số 14 đi, mình bấm vào, mình bạp vào 25 cho các bạn dễ nhìn. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhập vào cái nội dung trước.
Như vậy là mình đã nhập xong cái phần nội dung của cái đơn này. Bây giờ mình sẽ tiến hành định dạng lại cho đúng. Bây giờ mình sẽ bấm Ctrl A để chọn tất cả và mình xóa số 25 mình đi, mình nhập lại số 14 lại để cho nó ra cái cỡ chữ theo đúng tiêu chuẩn. Các bạn lưu ý là sau mỗi cái dấu phẩy là mình phải cách ra một cái khoảng trắng đó, sau mỗi dấu phẩy, dấu chấm hay là dấu cái chữ này nó hiếu dấu quyền thì mình sẽ bấm vào xóa chữ A đi, mình nhập lại đó. Và bây giờ mình xem lại. Bây giờ mình sẽ cho cái phông chữ này là phông chữ Tahoma. Đó, mình sẽ bấm Ctrl A và mình bấm vào cái mũi tên chỗ này. Đó, và mình chọn cái chữ, mình tìm đến cái chữ là có chữ là Tahoma. Đó, nếu mà các bạn không thấy ở chỗ này thì các bạn có thể bấm xuống bên đây và các bạn tìm theo thứ tự ABCD kiếm tới cái chữ T thì các bạn sẽ thấy chữ Tahoma ở đây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ định dạng tiếp. Cái chỗ mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lập tự do hạnh phúc này nó cách ra cái một khoảng với cái ngày tháng này, với cái đơn này nó cũng cách ra một hàng. Thì bây giờ mình sẽ cách như thế này. Mình bấm vào cái chỗ sau chữ cờ chữ phúc đây, mình enter đây. Mình bấm vào đây mình enter. Mình bấm phía sau chữ sách này cũng enter để cho nó thưa ra, cách khoảng ra giống như vậy. Rồi bây giờ mình quay lại cái chỗ mà Cộng hòa xã hội độc lập tự do này nè. Mình chọn hai cái hàng này, mình cho canh giữa. Đó, mình chọn hai hàng. Mình bấm vào canh giữa đây. Ở đây chấm 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 ngày tháng năm này nó canh phải. Thì bây giờ mình chọn cái này. Đó, mình chọn cái dòng này. Mình bấm vào canh phải đây, nó sẽ nhảy qua đó. Đơn xin cấp thẻ đọc sách nó canh giữa. Thì mình chọn cái dòng đơn này, mình bấm vào canh giữa đây. Đó. Và các bạn thấy kính gửi thư viện chấm 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 này, từ cái chữ kính gửi này tới em xin trân trọng cảm ơn này, nó đều hai bên chỗ này. Thì mình sẽ cho cái này nó canh đều. Đó, mình sẽ cho cái đây. Từ đây đó tới trân trọng cảm ơn thôi. Đó, mình bấm vào canh đều. Đó, nó sẽ đều ra. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ nhập mấy cái đường chấm 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 này cho đến hết cái trang giấy thôi. Ví dụ như kính gửi thư viện trước. Đó, các bạn nhớ là cách ra một khoảng trắng rồi mình mới nhập cái dấu chấm á, chấm đề chấm khi nào mà nó tới cuối cùng, tới khi nào mà nó lọt xuống dưới á, thì mình bấm backspace để xóa ngược lại là nó sẽ lên lại. Tương tự cho cái em tên là cũng vậy luôn, mình cũng chấm cho hết, mình cách khoảng ra một khoảng trắng ở đây. Đó, mình chấm, mình cứ chấm thôi. Đó, nó xuống hàng thì mình bấm backspace để xóa ngược lại. Tiếp tục ở đây, sinh ngày chấm 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 và nam nữ cũng có chấm chấm thì mình cũng canh sao cho nó vừa là được. Đó, bây giờ sinh ngày đây mình cách khoảng ra. Đó, đây mình cũng có cách khoảng và mình ngay chính giữa nè. Đó, mình canh khoảng này đi. Đó, rồi đây mình cũng cách, bấm chuột ở đây cũng cách khoảng ra cái, bấm tới hết. Đó, nó xuống hàng thì mình bấm backspace và tiếp tục như vậy tới cái phần nơi ở, mình cũng cách ra một khoảng trắng rồi mình chấm cho đến hết luôn. Tiếp theo là em làm đơn này học sinh lớp và trường. Lớp thì mình cho ít thôi, trường thì mình cho nhiều chút xíu. Thì mình tới cái lớp này nè, mình cắt ra một khoảng trắng và mình quay ngược trỏ lại ngay chính giữa và mình chấm ít thôi. Đó, còn trường thì nó nhiều hơn, mình cắt khoảng một khoảng trắng, mình bắt đầu mình chấm. Rồi em làm đơn cấp thẻ đọc sách năm. Đó, năm này mình chấm một khoảng nào đó, ví dụ như tới đây vừa đủ đây được rồi, chứ không nhất thiết phải giống như sách. Tại vì ở đây cái trang của mình trình bày theo cái trang bự. Đó, còn bây giờ mình để cho cái trang giống như cái trang trong sách thì các bạn sẽ thấy, ví dụ như mình cho cái khổ giấy mình chọn lại đi để cho nó giống trong sách. Mình bấm vào chữ layout nè, tạm thời các bạn cứ biết sơ sơ đây trước, chọn lại cái khổ giấy A5. Đó, khi nó sụt xuống hàng vậy nè, mình bấm vô cái chỗ cuối cùng và mình xóa. Đó, xóa khi nào mà nó nhảy lên thôi. Đó, các bạn thấy khi nào nó nhảy lên thôi. Nếu mà nó nhiều quá thì mình bấm lại. Đó, đó mình bấm chấm sao cho nó bằng ở dưới, ở trên nó bằng dưới đây, mình sẽ xóa ngược lại. Đó, và mình chấm ngược lại.
Tương tự đây cũng vậy, trường mình xóa. Đó, 5. Cũng vậy. Cho nó ra chút. Rồi tiếp theo là được cấp hệ sách y nguyên vậy, tới người làm đơn canh phải thì các bạn chọn người làm đơn. Đó, và mình bấm vào, nếu nó đang ở cái tab layout này, các bạn bấm vào tab home lại để thấy được mấy cái định dạng này, và mình chọn canh phải thì nó sẽ nhảy qua bên tay phải. Thì các bạn nhìn lại, nó sẽ giống ở trong sách giáo khoa. Đó. Thì nếu như cái chỗ, những cái chỗ này nè, các bạn thấy nó hơi hư ra, mặc dù các bạn chưa học đến cái phần này. Nhưng mà đây có hai cái cách để cho các bạn. Một là các bạn bấm enter ở đây. Nhưng mà enter thì nó hư nhiều quá, không có khả quan lắm. Đây mình xóa bớt một dấu chấm và mình chấm lại cho nó sát lại. Thì mình sẽ chọn nguyên cái khu vực này, đó, từ cái chữ kính gửi cho đến em xin trân trọng cảm ơn. Đây mình sẽ chọn từ kính gửi em xin trân trọng cảm ơn. Các bạn vào cái thư mục là paragraph này nè, và các bạn chọn cái dạng dòng, cái chỗ mà chữ like by sin này, ở single thì các bạn bấm vào cái mũi tên sổ xuống và chọn 1.5 like. Mình bấm vào ok thì tự động nó sẽ hư ra. Nó hư ra thôi chứ nó không phải là xuống hàng như hồi nãy. Nếu mà mình xuống hàng thì nó lại hư quá. Đó, bây giờ nó sẽ hư vừa vừa hơn. Thì các bạn thấy nó sẽ, khi mà mình in ra người ta viết, nó sẽ đỡ gần cái hàng trên người ta viết, nó sẽ dễ hơn. Thì như vậy là mình đã trình bày xong cái đơn xin cấp thẻ đọc sách, và nó cũng là hoàn thành xong cái phần trong sách bài tập. Thì nếu các bạn có chỗ nào làm không được, hoặc các bạn có câu hỏi nào, thì các bạn hãy để lại ở trong cái bên dưới cái phần bình luận của video này, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Thì hy vọng rằng video nó sẽ giúp ích được cho các bạn.